Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt R và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Ngày 14 tháng 12 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ, sinh năm 1970, nguyên bí thư tỉnh ủy Bến Tre, nơi thường trú và chỗ ở hiện tại, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, khu đô thị Starlake, Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quy định tại điều 358 Bộ luật hình sự. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Lê Đức Thọ. Ông Lê Đức Thọ 53 tuổi, là tiến sĩ quản lý kinh tế, từng giữ các chức vụ phó tổng giám đốc tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị của một số ngân hàng, tránh văn phòng ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ông làm bí thư tỉnh ủy Biên Tre từ tháng 7 năm 2021. Trước đó, ngày 8 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, giám đốc công ty Xuyên Việt R và Nguyễn Thị Như Phương, sinh năm 1992, phó giám đốc công ty Xuyên Việt R về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, vận tải và du lịch xuyên Việt Air là một trong gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước. Tháng 7 năm 2022, công ty này đã bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, xuất, nhập khẩu xăng dầu trong vòng 1,5 tháng. Công ty này cũng bị Bộ Công Thương xác định chậm nộp thuế hơn 680 tỷ đồng. Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.